khỏi bong bóng mà quá mấy người ơi. Em thì em sợ nhất là bong bóng luôn á, tại vì em sợ bong bóng nó bể á. Em sợ lắm, lúc nhỏ là em đã sợ bong bóng rồi, bây giờ vì bé chú là phải hỏi bong bóng thôi. Trời ơi, chào mọi người nha. Trời ơi, hôm nay mấy anh mình tổ chức sinh nhật cho mình, trời bất ngờ quá trời luôn cả nhà ơi. Chào mọi người. Xin chào mọi người. Chào mọi người quay trở lại với kênh Vlog miền Tây. Hôm nay là ngày sinh nhật của em Trúc. Anh em mình có làm một số món để tổ chức sinh nhật cho em. Mà hiện tại bây giờ em Trúc không có mặt ở đây. Anh em mình khi nào mình làm xong các món á, mình mới gọi em Trúc xuống, mình muốn tạo cho một sự bất ngờ. Bất ngờ. Ở đây thì mình làm vịt nướng chao. Đây có ốc mỡ, xào me và nướng một số rau củ ăn kèm. Còn ở bên đây thì có một ổ bánh kem và một cái nón để cho bé Trúc. Đây mình có chuẩn bị sẵn rồi. Giờ thì mình sơ chế thôi. Bên kia thì em Út đang đốt một đống lửa để tạo than. Tí nữa mình sẽ nướng vịt. Rồi, bây giờ mình tiến hành bắt đầu thôi. Dạ. Vịt này nãy mình cũng hơn 3 kg ạ. Vịt này thì nhà của nhà em Lâm nuôi, nhưng mà anh em mình cũng không có đi mua nữa. Bây giờ mình sẽ ướp vịt mình nướng. Tỏi hồi nãy anh em mình có băm sẵn rồi, cho nó thật nêm. Ít thôi, đây mình rất có chao á, bột ngọt. Giờ cho gừng vô luôn, cho nó bán cái mùi vịt đi. Ướp cho nó giờ thơm. Bữa nay em sẽ ăn được cái món mà anh Phong nấu. Đũa thì nó hơi chật xíu. Dạ, sau 15 phút anh Phong đã ướp gia vị xong rồi, bây giờ mình sẽ đem ra nướng. Nướng với anh Út. Nướng đâu? Với ai? Em Út hả? Anh Sáu rồi nướng anh Út. Mất lộ đó, anh Sáu. Anh Sáu nha mọi người. Anh Sáu là anh ruột của Diễm á. Bữa nay trời mưa á mọi người. Cây củi nó còn hơi ướt, nó hơi khói nhiều. Mọi người thông cảm miếng nha. Rồi, em đứng đây em canh nó nha, để coi chừng mấy con chuột nó bò đi. Đây chuột nhiều lắm hả? Đây chuột nhiều lắm á. Này anh để đây, anh gom lại lát. Bữa nay thì sinh nhật của bé Trúc không có tạo sự bất ngờ cho bé Trúc á, thì cho nên không có chuột. Phải con Trúc ở đây là có chuột vậy ha, nước ha. Không mà mình ở đây lát chút qua chợ không biết nó có hắt xì không ta. Nhắc nó nhiều quá à. Hai anh em mình đi lên đi để hỏi bong bóng để trang trí hai bên chòi á, để cho bé Trúc xuống thấy sự bất ngờ hơn đó mọi người. Anh Út hỏi đi. Để em hỏi được mấy cái rồi. Nè em bỉnh dùm lỗ mũi ở đây ơi. Ghê vậy. Không nổi. Lạy quá. Thôi cái này em hỏi đi. Thôi em hỏi ghê à. Thổi bong bóng mà quá mấy người ơi. Em thì em sợ nhất là bong bóng luôn á, tại vì em sợ bong bóng nó bể á. Em sợ lắm, lúc nhỏ là em đã sợ bong bóng rồi, bây giờ vì bé chú là phải thổi bong bóng thôi. Trời ơi. Em đã nói rồi, em sợ bong bóng rồi mà anh Út khỏi bể luôn rồi, hết hồn luôn. Trả em nè. Làm hư hết cây bong bóng luôn rồi. Thôi không chơi đi, cái này nổ ghê quá. Bữa nay anh Phong thì làm đầu bếp nha. Còn em thì ở đây em làm hắc bông để trang trí bong bóng. Mình thì đang rang cái đậu phộng, tí nữa mình sẽ bỏ lên trên ốc mỡ, xào me. Bữa nay mà con Trúc mà nó coi xuống, nó thấy anh Phong làm mà đậu bếp như này cũng bất ngờ lắm á nha. Sinh nhật em đó anh mới làm đó, chứ thường ngày anh đâu có làm. Thường ngày anh là đứng phía sau anh hậu cận không à. Thường ngày anh làm. Làm ở nhà anh Phong có nấu ăn không? Anh cũng ít nấu lắm. Ủa?
ha, bún nướng vịt bên kia khói quá, có mùi thơm à. Thơm lên chứ, em nướng mùi thơm bay lên đây. Bây giờ thì mình bắt chảo lên, mình xào ốc thôi. Bây giờ nó sôi sôi tí nữa. Xong gì không chị? Xích tâm rồi anh ơi. Giờ anh Phong góp ý thôi dĩ được chứ. Hồi nãy em nhớ nhiều lắm mà bể hết cháu hả? Em làm bể hết mấy cái rồi. Đẹp chứ. Được không? Ở đây thì em sẽ... Ở đó thêm bông nữa đi. Thêm một bông nữa. Thêm bông nữa đi. Rồi em bên đây xích xong luôn rồi. Xong chưa? Anh nghe mùi thơm quá rồi nè. Xích xong luôn rồi, đây thơm quá trời luôn. Rồi nó thơm thơm lên tí đi rồi mình bỏ ốc vô. Rồi, này ốc mỡ bự bự thôi. Em nghe mùi thơm quá. Thơm hả? Thơm tỏi mình cháy lên đó. Dạ, một phần là mùi thơm của vịt nướng nữa. Vịt nướng bay khói qua thơm quá. Học luôn, mình không có đâm. Ốc mỡ xào me mình đã xào xong rồi. Bây giờ thì mình qua mình phụ mấy em nó nướng vịt. Trời, mùi thơm quá. Cái da nó giòn, nướng nó giòn lên. Hồi nãy miếng thịt vịt lớn quá, anh em mình cắt ra có làm tư hả? Bên trong mình cắt ra nó còn hơi có máu á. Giờ mình cắt nhỏ ra một tí nướng cho nó lẹ hơn á, chứ nó rút hết máu bên trong khô lẹ ha. Thành quả của ba anh em mình đã xong giờ và bánh kem cũng đã chuẩn bị ra hết rồi mọi người ơi. Bây giờ mình cũng điểm bé Trúc xuống. Điểm bé Trúc xuống để cho bé Trúc có sự bất ngờ. Anh Út điểm bé Trúc đi. Để anh điểm nó. Giờ nhân vật chính là bé Trúc. Làm xong hết rồi phải đợi bé Trúc. Giờ điểm nó mất máy không biết. Xong mấy giờ này là giờ của nó ngủ á. Dạ, ngủ. Giờ của bé Trúc ngủ á. Không mất máy thôi, mấy mình ăn đi xong ăn luôn cái mình quay video lại. Dạ. Đưa cho coi. Thì bé Trúc không nghe máy thì mình ăn rồi chụp hình lại rồi có video đô đó cho bé Trúc về cho coi. Vui à. Trời ơi về chắc bé Trúc ăn ngủ không được luôn á. Lô. Em đâu ạ? À? Lớn rồi ấy. Trời ơi giờ này mày ngủ hả? Cơ giờ này ngủ. À, đi đi chỗ này quay vlog nè. Hello. Dạ xuống liền. Đang ở dưới chòi nè, vlog nè, xuống đây đang bàn công chuyện nè, đi xuống đi, có anh Phong với anh Út với Diễm ở dưới đây nè. Bạn có chuyện chiều nay làm gì nè? Trời. Nhanh nha. Xuống liền gọi em Năm. Nhanh nha. Xuống liền. Rồi tranh thủ đi. Rồi. Ê, mặc đồ thường đi, không có quay vlog đó nha, mặc đồ bình thường đi. Đi. À, có chịu làm gì thôi à. Mặc gì mặc đúng không? À, không mặc gì mặc à. Ừ, mặc gì á mặc. Bye bye. Nhanh nha. Trời ơi mọi người, bé Trúc bây giờ vẫn còn ngủ. Thế nào bây giờ ngủ, chừng nào xuống tới đây ta? Trời có ai nào đỡ nữa, tí nữa hả? Ngủ rồi. Ngồi đi trời. Ê, giờ anh ngồi đỡ anh chảnh chảnh, có gì anh đón, có gì... Không, dạ. À đúng rồi, bây giờ mình muốn sợ sự bất ngờ đó. Là anh nhờ anh ra anh đón đi. Như gần tới rồi. Cái anh che mặt chút lại cho tới đây đi, giờ cái mình mở ra. Bây giờ cái hai đứa em lại nói chúc mình sinh nhật nha. Dạ. Thôi mọi người ơi, bây giờ chờ một chút, bây giờ khoảng hơn 45 phút rồi. Bây giờ chắc có anh Phong anh Chỉnh cũng đón một chút rồi. Bây giờ mình quay anh Chỉnh còn chút xuống chưa? Dạ. Chút xuống chưa anh Phong ơi? Em đói mấy rồi. Chờ lâu quá. Cái cống đó nha. Đó chú, cái gì vậy? Rồi chưa? Cái gì?
chưa? Dạ. Dạ. Trời ơi. Ok. Cái đi đi. Chúc mừng nha. Vô đây. Team biết tới sinh nhật của em nè, thì mới làm tổ chức. Trời. Vô đây. Trời ơi. Sao thấy được không? Được. Dạ. Em có thấy hồi nào mà làm vậy? Cái món này anh Phong chưa biết bây giờ nè. À, cái món này là anh Phong là đặc biệt, anh Phong là đầu bếp đó nha. Ghê chưa? Cái món nướng này là anh Út làm đó. Lên đây nhập tiệc đi, trời ơi, còn gì nữa. Hồi nến còn nguyện rồi chứ. Rồi đây nó nè mấy chút, điên, chiên điên. Trời ơi, bông bóng à, anh chị làm luôn. À, với chị thôi, đổ lộn. Anh đồ thói phụ đó, còn hoa đồ thì chị vẽ đó. Dạ anh ấy đàn cày lên, có gì em cầu nguyện sau này em hết năm nay lấy chồng nha. Trời ơi, chồng sớm vậy hả? Trời ơi, chút lên đây đi cầu nguyện nè. Chút vô trong đó ngồi nha. Trời ơi, bất ngộ quá hả? Trời, mấy anh xuống đây từ sớm luôn á hả? Chào mọi người nha. Trời ơi, hôm nay mấy anh mình tổ chức sinh nhật cho mình. Trời ơi, bất ngộ quá trời luôn cả nhà ơi. Thôi bây giờ chú sẽ thổi cầu nguyện và thổi nến trước nha. Và cảm ơn mấy anh sao. Trời ơi, xong rồi thổi nến nha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn anh Phong và cảm ơn chị Hẹo. Cảm ơn nó trời muốn khóc luôn. Vui quá khóc không được luôn cả nhà ơi. Trời ơi. À, anh có chuẩn bị nè, em sắc bánh kem lên đây. Đó. Trời ơi. Ồ, còn cái này là cái gì nhỏ? Con búp bê. Chỉ đặc biệt là chổng con búp bê cho bé Trúc á. Vì ở đây là có dạ cái hộp sòn kim cương đó nè. Em chắc nghĩa từ bữa nay đi, sắc bông ra đi. Ý nghĩa là gì? Muốn con búp bê này nè, giống như là cho bé Trúc là một cuộc sống an nhàn, cuộc sống hạnh phúc, thì xinh đẹp. Giống như tiểu hư, giống như con búp bê vậy đó. Còn mấy cái hộp sòn kim cương này á, là muốn cho bé Trúc một sang năm có được một cánh chồng. Cánh chồng như hộp sòn kim cương gì tưởng chân cho bé Trúc có chồng đi. Năm sau bé Trúc lấy chồng là được rồi, chứ để đi theo mấy anh hoài ế quá mà. Chết rồi. Hay quá, hay quá. Rồi, cảm ơn chị Diễm nha. Và cảm ơn anh Út và cảm ơn anh Phong rất là nhiều vì cái món quà đặc biệt ngày hôm nay. Thôi giờ chú sẽ xin phép và cắt bánh kem nha. Cắt ngay bao ngay đây hả anh? Chắc đây là con biết sao không? Thôi chắc để luôn anh nha. Dạ. Ủa nhưng mà năm nay em mới 21 tuổi mà. Trời ơi, 21 tuổi mà. Làm cho em cũng gần 22 rồi. Vậy là lộn tuổi hả? Dạ. Vậy là em nhỏ hơn tuổi nha. Em cắt cái bông này ra nha. Cắt nửa cái bông nha. Dạ em để quá hả? Cá luôn hả? Sao để nguyên cái? Dạ em để ít này nè. Ồ bánh kem đẹp quá à. Lần đầu tiên em cắt bánh kem. Trời ơi. Rung vô hơi vô. Phấn Diễm thôi. Trời ơi lộn rồi. Mà chưa rồi, mới giờ này em mới ngủ dậy mà kêu réo em quá trời luôn. Trời ơi. Em biết ngay mà cái giờ này là giờ của bé Trúc nó còn ngủ. Trời. Dạ, em mời anh Út nè. Thế nhưng mà bây giờ mình dùng mấy món này cho nóng đi chứ quên nữa. Chết, đang mời em luôn á. Đang mời em nữa. Đâu, anh thấy mời mới anh thấy mời mới dừng lại đó chứ. Lại em định thưa anh Út. Ơi, lần quên cho nữa là nữa. Tại vì anh không kính lão đất thọ, anh không làm cái món. Bây giờ mấy món này á. Nhưng mà anh không là người đầu bếp nay là bếp luôn đó, hả? Anh gia tài luôn chứ. Sinh nhật của em anh mới gia tài đó. Trời ơi. Không còn cái gì để nói luôn cả nhà ơi. Mọi người ơi, công nhận đứa em mình chơi mình quá hay, quá ông anh nữa. Hợp tác hay quá, vừa đưa ra luôn. À, như dạ. Bây giờ ấy xuống đi, dạ. Mình ăn những món này để cho nó nóng đi. Bánh kem tí ăn tí sau đi. Dạ. Đi. Dạ, vì cái này mình để bên, anh để bên. Đi, để đây này đi. Trời ơi. Để trước, đây nè. Đi đi. Trời ơi, nhìn ngon quá. Cái này là cái gì hả? Vịt hả? Vịt. Trời ơi. Anh nướng chao. Dạ. Rồi có cà rau bắp, bên kia thì anh làm ốc mỡ, xào me, bỏ đi phi đậu phộng lên. Cháu sáng mới làm vậy sớm lắm hả? Đi mình dùng đi, giờ cũng trưa dữ rồi. Cũng trưa rồi, tụi anh làm, nãy giờ cũng hơn 2 tiếng rồi. Cái này phần đặc biệt có chút nè. Dạ, cảm ơn.
đây Diễm nè. À Diễm nè. Dạ. Bên đây có em nè. Hàng gì á? Hàng gì á? Cái nhà em vừa mới ngủ dậy, em hỏi chị Diễm đâu, nút đâu, mất tiêu hết trơn. Thường thường chị Diễm là ngủ chung với mình. Mà trời ơi, chị Diễm đâu mất tiêu hết trơn rồi. Thôi mà bây giờ mình mời cameraman vô luôn đi. Dạ, chứ để thôi Diễm mời cameraman vô. Vô đây luôn đi. Nhớ lần bị quê hai lần rồi. Mình mới mời cameraman vô mọi người ơi, làng cháu mình nãy giờ nó quay ngoài nè. Thấy đứng ngoài thấy mấy món này hấp dẫn quá, thôi để mình dựng cái máy quay xuống rồi cho thằng cháu vô luôn. Bất công chung tay quay không đẹp quá. Đứng quay mà nó có nhìn gì không mà chết rồi. Thôi mình dùng đi. Dùng dùng đi. Nhìn hấp dẫn quá. Ăn sao nóng. Dạ. Em mời mọi người và mấy anh em dùng nha. Mũi con mũi. Trời ơi. Con mũi máu. Ủa, con mũi thiệt không mà dán cái mặt. Có. Chết máu nè. Trời ơi. Ghê vậy hả? Vô đã mặt không? Đã ngứa không? Thành má hồng luôn á nhà ơi. Quá đã ngứa luôn. Rồi. Dùng đi mình. Dùng đi. Dạ, em sẽ đây. Dùng món vịt hấp chao của anh Thông nha. Nướng chao. Dạ dạ. Vịt chao mà chấm có cần chấm không anh? Chấm này hả? Ăn thử đi anh coi nó có quạt không. Còn em dùng mời cả nhà nha. Đây cái đùi này mời cho bé Trúc nè. Nhật nè. Như ớt này, ớt xanh thì anh sắc vô ăn nghe cay. Ngon lắm. Sao sao? Trời ơi, nó không tả nổi luôn cả nhà ơi. Da của vịt á thì nó giòn, nó thơm. Nghe mùi chao. Chao khá tế cay cay. Để em dùng nước thịt đi. Ngon quá cả nhà ơi. Trời. Trời em vui lắm luôn á, tự nhiên cái mấy anh nhớ ngày sinh nhật em cái làm cho em bất ngờ cái khóc luôn hả? Không có gì cảm động quá hả? Không có gì bất ngờ. Cảm động là phải khóc mà làm sao quá ha, còn bé Chút cảm động là bé Chút cười không à. Ngon quá à. Vịt mình nướng ăn thơm à, nướng chao ăn thơm. Với lại nó giòn quá anh, nóng nữa. Hôm nay giờ ta làm ngon hả? Con vịt này nó chắc nó già lắm đấy vậy, em nhai nó mỏi quá à. Em nhai nãy giờ luôn. Con vịt này có hơn 3 tháng mấy à? Dạ. Em sẽ thử món ốc nha. Rồi dạ. Còn cái đùi em sẽ mặn anh Phong. Rồi cảm ơn. Cảm ơn Phong nãy giờ làm nấu ăn. Ốc này là ai làm luôn anh? Anh Phong làm luôn hả? Cũng có anh luôn á. Ủa là anh làm luôn hả? Em nãy nó Phong làm đó. Em tưởng anh Phong làm món này không chứ. Dạ, dạ em sẽ thử nha, em mời cả nhà nha. Trời ơi, em quên hả? Có công của anh Út đây nè, em mời anh Út nè. Nãy giờ em luôn á. Em quên. Nãy giờ nó ngồi nằm tầm nó ăn. Nhìn quá meo quá. Ốc mỏ hôm nay á. Chua. Chua chua ngọt ngọt, để nhà ơi, cay nữa, hơi cay cay khe. Nói với nãy giờ công Diễm muốn nhiều lắm á. Trời ơi. À quên nữa. Trời ơi, đây đẹp quá ha, cái bông này chị Diễm cắt luôn hả? Bây giờ Diễm cũng phụ anh sắt đồ rồi. Dạ. Mình dịch đồ nữa. Thôi nói mình gấp cái... cái đùi nè. Bông. Mình gấp cho cái phần nào ngon nhất mưa con vịt đi cho Diễm đi. Diễm à? Rồi, em thấy phần nào ngon nhất? Phan. Phần nào ngon hai nhất? Hai cái phần đùi ngon nhất mà cho hai bé rồi. Ý cho anh Phong với bé Chú à. Còn phần này ngon nhất nè. Đi. Đúng rồi không? Cái này là... đoạn của tình yêu. Thôi, thì em không ăn đâu. Anh Út ăn đây. Nè, em nhường lại cho ngốt quá nha. Để anh luôn. Vịt ngon quá nè. Ốc sầu me nút ở ngoài ngoài vỏ ăn rất là ngon luôn, chua chua ngọt ngọt. Ngon quá. Đó là vịt nên không ngon rồi á. Không đầu em chỉ dành gì đầy đủ lắm không? Để em thử miếng gà nha. Ăn cái da của anh vịt nướng nó đã. Em nghiên cứu rồi. Nãy em dùng bữa, em cắn nó không thử ngon. Bây giờ em bóc kìa cũng ngon. Bóc ngon hơn. Nãy giờ em bóc nãy giờ mà. Cái mà anh cũng bóc luôn à. Gà hôm nay thì nó cũng thấm vào anh ha. Thơm mùi, thơm dao lắm. Nay chốt như sinh nhật em ăn cũng như nhiều ha. Có gì sang năm lấy chồng á hả? Chủ yếu là để muốn cho bé Chút sang năm có chồng thôi hả? Nãy nghe nó ngồng cầu cầu lúc nó đang nghe.
Gấp 5 năm gì chồng chồng vậy đó. Rồi vậy hả? Sao em không có đi lấy gì á? Lấy à. Trời ơi. Rắp rắp vô lát cũng có được câu phải không? Giáp kêu lấy câu lấy chồng á. Lấy chồng nè. Út chừng nào có vợ quá. Hả? Anh nói anh ở vậy luôn rồi, với lấy vợ về mất công. Mất công lắm. Rồi rồi, nếu mà có người yêu nha, là người yêu cái nhớ có cái clip này là người yêu biết rồi đó nha. Vì sao mà chia tay là em hiểu rồi đó. Chúc con chúc sinh nhật vui vẻ, mau lấy chồng, có xin hình đám cưới con ăn. Ở đó. Trời ơi, Bi của mình ít nói đó mà nay chúc sinh nhật cô chúc luôn là thấy tình cảm lắm luôn rồi cả nhà ơi. Anh hình như anh nốt chưa chúc sinh nhật em nhỉ? Chúc sinh nhật em hả? À? Thôi chứ anh không biết nói gì, chúc sinh nhật em nha. Nha, yeah. 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 Xin nhận em nha. Anh chị em của mình đã ăn xong hai món rồi cả nhà ơi. Và bây giờ thì bé Trúc sẽ sắc bánh kem và mời các anh nha. Ồ, nghe hay quá. Ê, ê sắc cái kem ăn miếng đi. Ủa, còn miếng sả hả? Để khuyên cái bông này cho Diễm đi. Ở chứ không phải cho Trúc hả? Để con búp bê ăn được không? Mình lấy ra đi. Lấy cái phần đó cho anh đi, phần đó có bánh kem ngon hết. Đó em ứng những chuyện đặt rồi chứ trời ơi. Ồ, có Nhân nữa này chị Diễm ơi. Có Nhân. Ồ, có Nhân này chắc Nhân gì ta. Ồ, đây phân biệt nha, cái dĩa anh ít mà Diễm ở đây nhiều nè. Đấy à, ngon quá à. Dĩa vô bí, dĩa vô bí. Thế còn nhiêu lát lát cho chú thích nha. Bây giờ anh thấy sắc cái lát của anh được dễ bị vô liền à. Không được rồi, không nhịp chết rồi. Ủa, bên đây chữa gì hả? Bên đây chữa. Mình xây thấy cái bông qua mình tính của mình rồi cái. Nó không nhịp chết rồi. Cái dĩa của chú vô. Dĩa của chú vô. Đó, dĩa anh thông chứ. Dĩa anh thông chứ. Thôi, nhường cho anh chút mấy bông đó đi. Đó, cỡ anh thông nè. Lên cái còn có anh đâu thôi. Phải chút mặt em dính gì chút. Thôi thôi không sao. Rồi ăn đi về tắm gì. Ờ, mặt chút ghê quá. Không thấy được ăn luôn. Ai chi vô mắt này chị Diễm. Ê, mặt anh sạch hay dơ vậy Diễm? Mọi người coi mặt em đừng có cười chút nha. Trời ơi, đẹp trai quá vậy. Sạch quá trời sạch luôn. Ôi, sạch ghê. Ủa, đẹp không? Được không? Đẹp. Chợ bánh kem và chút nhiều á. Mà cái nhà không sắp dớ thì sắp dớ rồi. Cái này kem. Mời cả nhà nha. Ơ cho em cái muỗng đi chứ. Chị Diễm ơi cho em cái muỗng đi chứ. Em định lấy cái này em ăn. Sao chị ra? Sao cái này kỳ vậy? Mời mọi người cái bông nha. Em rất là thích ăn kem. Ủa sao kỳ vậy? Sao cái dĩa em ít quá vậy? Trộn chút cái dĩa chút à. Bánh kem này ngon quá cả nhà ơi. Béo thơm ngọt. Được nha. Ngon quá cái nhà ơi. Bé Trúc chắc là thích ăn kem. Không ăn đâu. Không ăn rồi. Chả. Chả có trốn về nha. Chả. Chả nha. Chả. Chả. Kem nè, kem nè. Cái này để dành lát cho cuối. Trời ơi. Để dành. Gì vậy? Thôi vậy chả đi chứ. Chả. Bánh kem trong đây có Nhân nữa cả nhà. Ngon quá. Không phải nãy em biết ăn tranh thủ này hết rồi ăn này ha. Trời ơi mặt tụi chút như mèo luôn.
Rồi. Em đừng chút hết vui vẻ. Tưởng đâu cắt miếng ăn là nhỡ lùa hết vui vẻ. Đây. Con quá khưởng. Lê đi. Hôm nay thì chú rất là vui vì các anh trai của chú và chị của chú và cháu của chú đã tổ chức sinh nhật bất ngờ cho chú. Thật sự là rất là vui. Và cảm ơn anh Phong, cảm ơn Bi và cảm ơn anh Út, cảm ơn chị Diệm. Cảm ơn. Mấy chú cảm ơn rất nhiều. Và video của chú tới đây cũng dài lắm rồi cả nhà ơi. Chú xin xin kết thúc video tại đây và tạm biệt mọi người nha. Mọi người thấy video của chú hay thì mọi người hãy like và đăng ký kênh thật là nhiều. Bye bye mọi người. Chào mọi người. Bye mọi người. Ở thành đâu anh đâu anh xin vô. Trời ơi, ối người. Lên bò cô. Lên. Chụp hình mà. Trời ơi. Anh giờ nhiều nó có được gì.